Các nguồn tin cho biết Israel đã bắt đầu tăng cường tấn công thành phố Rafah ở cực nam của Gaza sau khi cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này với lực lượng Hamas bị đổ vỡ. Người dân tại đây cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng súng liên tiếp ở phía đông và đông bắc Rafah khi quân đội Israel giao tranh dữ dội với các thành viên của phong trào Hamas và nhóm thánh chiến Hồi giáo Jihad. Bất chấp sự phản đối của quốc tế và cả các đồng minh như Mỹ, Israel vẫn đưa xe tăng đến và thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích ở phía đông Rafah. Theo Avi khẳng định đây là nơi đóng quân của các tiểu đoàn cuối cùng còn lại của phong trào Hồi giáo Hamas. Trước lo ngại về việc Israel mở chiến dịch tấn công tổng lực trên bộ vào Rafah, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ ngừng cung cấp đạn pháo và các loại vũ khí khác cho Israel. Ông Biden nói trong cuộc phỏng vấn trên đài CNN ngày 8 tháng 5, "Tôi đã nói rõ, nếu họ tiến vào Rafah, tôi sẽ không cung cấp các loại vũ khí và đạn pháo mà họ đã sử dụng ở các thành phố khác." Đây là cảnh báo rõ ràng nhất từ trước đến nay từ Mỹ, nhà cung cấp quân sự chính của Israel. Tuần trước, Washington đã tạm dừng chuyến hàng gồm 1.800 quả bom nặng 907 kg và 1.700 quả bom nặng 227 kg cho Tel Aviv. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gila Edan nói trong phản ứng đầu tiên của Israel trước cảnh báo của Biden, "Đây là một tuyên bố khó khăn và rất đáng thất vọng khi nghe từ một tổng thống mà chúng tôi biết ơn kể từ đầu cuộc chiến." Các nguồn tin cho biết Israel đã bắt đầu tăng cường tấn công thành phố Rafah ở cực nam của Gaza. Cụ thể, các xe tăng của Israel đã chiếm cứ con đường chính phân chia hai nửa phía đông và phía tây của Rafah, bao vây toàn bộ phía đông thành phố. Quân đội Israel cho biết đã xác định được một số đường hầm và chiến đấu ở cự ly gần với các nhóm thành viên Hamas, tiêu diệt một số người. Trong khi đó, Hamas thông báo đã phục kích xe tăng Israel gần một đền thờ Hồi giáo ở phía đông Rafah. Trước đó, Israel đã ra lệnh cho dân thường Palestine phải rời khỏi nửa phía đông của thành phố Rafah, khiến hàng chục nghìn người ở lại phải tìm nơi trú ẩn mới. Israel tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến cho đến khi đẩy lùi các thành viên Hamas tại thành phố này, trong khi Hamas khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ Rafah. Nhiều nước và cơ quan viện trợ quốc tế cảnh báo chiến dịch tấn công của Israel sẽ làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng tại Gaza. Rafah hiện là nơi tạm trú của khoảng 1 triệu người tị nạn Palestine và có cửa khẩu với Ai Cập. Việc Israel chiếm giữ và đóng cửa khẩu này đang đẩy những người tị nạn Palestine phải thêm một lần nữa tìm cách di rời và đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Trong một cảnh báo mới nhất, Liên Hợp Quốc cho biết nhiều xe tải chở thực phẩm, cứu trợ đang mắc kẹt bên phía Ai Cập và nếu tình hình không được cải thiện, Liên Hợp Quốc sẽ phải xem xét ngừng viện trợ cho Gaza trong vài ngày tới. Ngay cả các bệnh viện và xe cứu thương cũng phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu trầm trọng. Theo Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông, khoảng 110.000 người đã phải chạy trốn khỏi Rafah để tìm nơi trú ẩn mới. Trong số 34 điểm y tế của cơ quan này ở Rafah, đã có 10 điểm phải đóng cửa và 3 trung tâm y tế trong khu vực đang giảm công suất hoạt động. Bệnh viện Kuwait cũng đã đóng cửa. Trong diễn biến khác, ngày 10 tháng 5, các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo trong bối cảnh các cửa khẩu quan trọng vẫn đang đóng, việc dự trữ lương thực và nhiên liệu đang dần cạn kiệt, có thể buộc các hoạt động viện trợ phải dừng lại trong vài ngày tới, các bệnh viện phải đóng cửa và dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng nhiều hơn. Trả lời họp báo trực tuyến, điều phối viên cấp cao về tình trạng khẩn cấp của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF Hamid Jang xác nhận đã không có thêm chuyến hàng chở nhiên liệu hay viện trợ nhân đạo nào được vào Gaza trong thời gian gần đây. Nếu tình hình không cải thiện, hoạt động nhân đạo sẽ phải tạm dừng trong vài ngày tới. Trong khi đó, người đứng đầu văn phòng điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA tại Gaza, ông George Petropoulos nhấn mạnh tình hình ở Gaza đã đến mức khẩn cấp chưa từng có. Ông cho biết việc các cửa khẩu bị đóng đã cản trở hoạt động của các nhân viên cứu trợ và công tác sơ tán y tế, trong khi việc thiếu lương thực đẩy giá lên cao. Chỉ trong vài ngày, nhiều bệnh viện và xe cứu thương sẽ phải ngừng hoạt động do không có nhiên liệu. Trong số 12 cửa hàng bánh được viện trợ ở phía nam Gaza, có 8 cửa hàng đã phải ngừng hoạt động và những cửa hàng còn lại sẽ hết nguồn cung vào ngày 13 tháng 5 tới. Cùng ngày trên thực địa, xe tăng Israel đã kiểm soát được con đường chính phân chia nửa phía đông và phía tây của Rafah, bao vây toàn bộ phía đông của thành phố, đồng thời đóng cửa khẩu duy nhất giữa Gaza và Ai Cập. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói rằng London sẽ vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Israel. Tuy nhiên, ông khẳng định Anh sẽ không ủng hộ chiến dịch tấn công mạnh vào Rafah trừ khi có một kế hoạch rất rõ ràng về cách bảo vệ người dân và cứu mạng sống, cũng như tất cả những vấn đề còn lại. Ông Cameron nói, "Chúng tôi chưa thấy kế hoạch đó." Trong ngày 9 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant của Israel khẳng định nước này sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu. Israel không thể bị khuất phục. Chúng tôi sẽ đứng vững. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi sẽ tấn công Hamas. Chúng tôi sẽ tấn công Hezbollah và chúng tôi sẽ có được an ninh. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Gallant nói. Phát biểu này cho thấy rõ sự bế tắc giữa chính quyền ông Biden và Israel.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã viết trên mạng xã hội X rằng tôi nói với các lãnh đạo thế giới, không có áp lực nào, dù nặng nề đến đâu, không có quyết định nào của bất kỳ diễn đàn quốc tế nào có thể ngăn cản Israel tự vệ. Nếu Israel buộc phải đứng một mình, họ sẽ làm như vậy. Ngày 9 tháng 5, các đại diện của Israel và Hamas đã rời Cairo, Ai Cập sau 2 ngày đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tờ Al Qahira News của Ai Cập dẫn các nguồn tin cấp cao nói rằng các nỗ lực của những bên hòa giải, Ai Cập, Qatar và Mỹ đang tiếp diễn để đưa quan điểm của hai bên đến gần nhau hơn. Hãng tin AFP dẫn lời ông Ezad Anris, một quan chức của Hamas, cáo buộc Israel thực hiện các cuộc tấn công vào thành phố Rafah để cản trở đàm phán. Quan chức này nói, tuy nhiên, Hamas vẫn cam kết chấp nhận đề xuất ngừng bắn do các nhà hòa giải đưa ra. Trước đó, Israel cho rằng đề xuất ngừng bắn không đáp ứng các điều kiện của nước này và khẳng định mục tiêu tiêu diệt Hamas dù có ngừng bắn hay không. Ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã lên tiếng về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden dọa ngừng viện trợ vũ khí. Nếu quân Israel tấn công thành phố Rafah, miền nam Gaza, theo hãng tin Reuters, ông Netanyahu nói, người Israel luôn sẵn sàng chiến đấu, ngay cả khi không có ai giúp đỡ. Nếu chúng tôi phải đứng một mình, chúng tôi sẽ đứng một mình. Israel ngày nay đã mạnh hơn rất nhiều, chúng tôi đủ quyết tâm và đoàn kết để đánh bại đối thủ. Cùng ngày, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari tuyên bố rằng Tel Aviv có đủ vũ khí để hoàn thành chiến dịch quân sự ở thành phố Rafah. Ông Hagari nói, Mỹ đã giúp đỡ chúng tôi theo cách chưa từng có kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Nhưng chúng tôi có mục tiêu của riêng mình và cũng nhạy cảm với các mối quan tâm của Mỹ. Đầu tuần này, một số xe tăng của IDF được cho là đã tiến vào các quận phía đông của Rafah nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ quy mô lớn. Tính đến cuối ngày 9 tháng 5, IDF đã bắn hạ 50 tay súng và sơ tán khoảng 150.000 người Palestine ở khu vực này. Tổng thống Mỹ Joe Biden không dễ dàng khi đưa ra tối hậu thư rằng nếu Israel mở cuộc tấn công lớn vào Rafah, thì Mỹ sẽ ngừng cung cấp một số loại vũ khí. Quyết định trên được đưa ra sau nhiều cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu từ giữa tháng 2. Trong các cuộc điện đàm, ông Biden đã thúc giục Thủ tướng Israel xem xét lại kế hoạch tấn công thành phố Rafah đông đúc ở miền nam Gaza, nơi vốn là tuyến đường quan trọng cho viện trợ nhân đạo. Theo các quan chức của Mỹ, các cuộc gặp trực tuyến và trực tiếp giữa các quan chức an ninh quốc gia Mỹ hàng đầu và người đồng cấp Israel đều nhằm mục đích gửi đi cùng một thông điệp. Đó là có nhiều cách khác để truy lùng Hamas mà không cần đưa quân vào Rafah. Ở nhiều cấp độ, Tổng thống Biden và các quan chức Mỹ đã cảnh báo ông Netanyahu rằng sẽ không để Israel dùng vũ khí Mỹ trong cuộc tấn công lớn vào Rafah. Ngày 9 tháng 5, các quan chức Nhà Trắng cho biết đó là thông điệp mà Nhà Trắng tin rằng chính phủ Israel đã hiểu rõ. Tuy nhiên, công khai những cảnh báo này là một bước đi mà Tổng thống Biden từ lâu muốn tránh. Cảnh báo công khai sẽ tạo ra bước ngoặt thay đổi và gây ra vết rạn nứt lớn nhất trong quan hệ Mỹ-Israel kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ngay cả dưới áp lực từ những người cấp tiến trong Đảng Dân Chủ, Tổng thống Biden vẫn cẩn thận để tránh rạn nứt công khai với Thủ tướng Netanyahu. Theo các quan chức của Mỹ, cuối cùng Tổng thống Biden cũng cho rằng những lời cảnh báo của mình không được chú ý và vì vậy ông đã thay đổi hướng đi. Tuần trước, ông Biden đã ký lệnh tạm dừng cung cấp 3.500 quả bom cho Israel mà các quan chức chính quyền Mỹ lo ngại Israel sẽ thả xuống Rafah. Vào ngày 8 tháng 5, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh CNN, Tổng thống Biden đã nói rõ với thế giới những gì ông nói riêng với Thủ tướng Netanyahu. Ông tuyên bố, nếu họ tiến vào Rafah, tôi sẽ không cung cấp vũ khí. Các trợ lý của Tổng thống Biden cho biết thông điệp này sẽ không gây ngạc nhiên cho Israel. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói vào ngày 9 tháng 5, tôi có thể đảm bảo rằng những quan ngại cũng như tuyên bố trực tiếp và thẳng thắn mà Tổng thống đưa ra trong cuộc phỏng vấn đó là nhất quán với những gì mà ông đã nói với Thủ tướng Netanyahu và các quan chức của Israel. Theo ông Kibi, chính phủ Israel từ lâu đã hiểu rằng tấn công Rafah sẽ ảnh hưởng tới tương lai của số vũ khí mà Mỹ định chuyển cho Israel. Dù biết hay không biết về quan điểm của Tổng thống Biden, nhưng các quan chức Israel đều phản ứng sốc trước thông báo công khai này. Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố, nếu cần đứng một mình, chúng tôi sẽ đứng một mình. Tôi đã nói rằng nếu cần thiết, chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức. Các quan chức Israel cũng tìm cách làm giảm nhẹ tác động của tối hậu thư trên. Người phát ngôn của quân đội Israel, ông Daniel Hagari cho biết, Israel đã có sẵn vũ khí cần thiết cho các nhiệm vụ mà nước này đang lên kế hoạch. Ngoài những quả bom loại 2.000 pound, tức trên 900 kg, Tổng thống Biden cũng nói với CNN rằng Mỹ có thể hoãn chuyển cả pháo trong trường hợp Rafah bị tấn công. Mặc dù có kích thước nhỏ hơn bom, nhưng Mỹ coi pháo là vũ khí thiếu chính xác, có thể gây thiệt hại nguy hiểm ở các khu vực thành thị.
Israel tuyên bố chiến dịch hiện tại ở Rafah có quy mô hạn chế và một số quan chức Mỹ cũng đánh giá tương tự. Nhưng trong hậu trường vẫn còn những nghi ngờ về ý định của Israel khi nước này cung cấp cho Mỹ ít thông tin rõ ràng về kế hoạch với Rafah. Trong suốt cuộc xung đột ở Gaza, Tổng thống Biden ngày càng không đồng tình với Thủ tướng Netanyahu, ngay cả khi ông công khai khẳng định rằng sự ủng hộ của ông dành cho Israel là không hề lay chuyển. Tổng thống Biden đã nói rõ rằng cho dù cuộc chiến Israel-Hamas diễn ra theo chiều hướng nào, Mỹ sẽ vẫn là đồng minh vững chắc nhất của Israel, chừng nào ông còn là Tổng thống. Tuy nhiên, theo các cố vấn Mỹ, sự ủng hộ mà ông Biden dành cho Israel khác với sự ủng hộ mà ông dành cho cá nhân Thủ tướng Netanyahu. Rafah không phải là điều duy nhất gây khó khăn cho mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo. Trước đó, khi binh sĩ Israel vô tình giết chết 7 nhân viên cứu trợ của tổ chức World Central Kitchen tại Gaza vào đầu tháng 4, mà một trong số họ là công dân Mỹ, Tổng thống Biden đã không còn kiên nhẫn. Các cố vấn kể rằng khi biết tin này, ông Biden đã tỏ ra tức giận. Ông nói rõ với các cố vấn rằng cái chết của các nhân viên cứu trợ là sự cố không thể chấp nhận và đó là thời điểm cần có phản ứng mới. Các trợ lý của ông Biden nhanh chóng sắp xếp một cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu. Các quan chức Israel vẫn nhấn mạnh cần phải truy lùng Hamas trong thành phố Rafah, ngay cả khi phía Mỹ chưa thấy Israel có kế hoạch bảo vệ dân thường ở đó. Theo các quan chức của Mỹ, các cuộc họp giữa hai bên đã không thống nhất được về vấn đề này. Các quan chức Nhà Trắng không chấp nhận kế hoạch bảo vệ dân thường của Israel và đã tuyên bố rõ ràng rằng đưa quân vào Rafah sẽ dẫn đến một thảm họa nhân đạo. Trong khi đó, ngày 9 tháng 5, ông Kibi nêu rõ, theo quan điểm của Tổng thống Biden, chiến dịch tấn công Rafah sẽ không thúc đẩy được mục tiêu tiêu diệt Hamas. Cũng trong ngày 9 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố chiến dịch quân sự lớn ở Rafah sẽ làm suy yếu vị thế của Israel trong những cuộc đàm phán giải thoát con tin với Hamas. Trước đó, hôm 8 tháng 5, Tổng thống Biden cảnh báo rằng Washington sẽ ngưng viện trợ vũ khí cho Israel nếu quân đội nước này tiến quân vào Rafah, nơi hàng triệu người Palestine đang tị nạn vì xung đột ở Gaza. Mặt khác, ông Biden lưu ý rằng Washington vẫn sẽ cung cấp khí tài cho các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Ông Netanyahu nói, người Israel luôn sẵn sàng chiến đấu, cho dù chỉ có hai bàn tay trắng, thì chúng tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu không có ai giúp đỡ, chúng tôi sẽ tự chiến đấu. Tôi tin rằng với sức mạnh tinh thần và với sự giúp đỡ của Chúa, quân đội Israel sẽ có thể giành chiến thắng. Trước đó, hôm 8 tháng 5, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel ông Daniel Hagari cũng cho biết, quân đội Israel vẫn có đủ đạn dược vũ khí để tiến đánh Rafah. Ông cũng lưu ý rằng Israel đã lên kế hoạch cho một số hoạt động tại thành phố này. Theo Reuters, sở dĩ quân Israel muốn tiến vào Rafah vì họ cho rằng hàng ngàn chiến binh của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza thuộc Palestine cũng như các con tin mà Hamas bắt giữ từ hôm 7 tháng 10 năm ngoái đang ở thành phố này. Hôm 6 tháng 5, các đoàn xe tăng và binh sĩ Israel được cho là đã tiến vào các quận phía đông thành phố Rafah chuẩn bị cho chiến dịch mới. Trước đó, quân đội Israel cũng từng không kích vào khu vực này, nhưng chính quyền của Tổng thống Biden tin rằng phía Israel sẽ không vượt qua làn danh đỏ của Washington. Thủ tướng Netanyahu cho biết, các lực lượng Israel đang làm mọi cách có thể để người dân Palestine rời khỏi Rafah và ông hy vọng hai nhà lãnh đạo sẽ tìm ra cách vượt qua những khác biệt của họ. Ông Netanyahu nói, tôi đã biết Tổng thống Joe Biden trong nhiều năm, 40 năm và hơn thế nữa. Chúng tôi thường có những thỏa thuận nhưng cũng có những bất đồng. Chúng tôi đã có thể vượt qua chúng. Tôi hy vọng chúng tôi có thể vượt qua những bất đồng đó ngay bây giờ. Thủ tướng Netanyahu nói thêm, chúng tôi sẽ làm những gì phải làm để bảo vệ đất nước của mình. Và điều đó có nghĩa là bảo vệ tương lai của chúng tôi. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ đánh bại Hamas kể cả ở Rafah. Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác.